Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý khách hàng trong clip thông báo hàng về của ngày 12 tháng 6 năm 2020. Vâng, ngày hôm nay về với cửa hàng thì có duy nhất 3 chiếc quạt, 2 chiếc đài và 1 chiếc mâm than cập bến với cửa hàng ngày hôm nay. Cửa hàng cũng vẫn làm clip thông báo đăng lên kênh để cho quý vị và các bạn theo dõi kênh trên mọi miền được biết những sản phẩm về trong ngày hôm nay. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm và phối ghép tất cả các bộ dàn audio cũng như những sản phẩm hàng sưu tầm bên cửa hàng cung cấp, quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, bên cửa hàng thì có rất nhiều những sản phẩm nhé. Còn rất nhiều những sản phẩm từ tầm trung đến tầm cao cấp. Vâng, rất nhiều những sản phẩm luôn. Vâng, cửa hàng sẽ đi chi tiết từng sản phẩm về trong ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể lựa chọn theo góc chơi của mình những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp. Vâng, về với cửa hàng ngày hôm nay thì có một cặp đôi, hai chiếc quạt neck có sải cánh 30. Và hai chiếc quạt này thì mang mã số 236 và 237. Chiếc quạt bàn toàn thân đế gang sắt, bầu sắt, gang sắt toàn phần. Vâng, đều có sải cánh 30 và một màu cánh rất đẹp. Và đây cũng là một cặp đôi, rất ít có được những cặp đôi như vậy. Ngày hôm nay về với cửa hàng thì có một cặp đôi quạt neck đến từ đất nước Nhật Bản, rất mới và đẹp luôn. Mang mã số 236 và 237 nhé. Có sải cánh 30. Vâng, lồng cánh của sản phẩm thì quý vị và các bạn có thể nhìn thấy nhé. Đế tròn. Số cũng được thiết kế tròn phía trước để vặn theo số đây ạ. Có cả cặp đôi, những vị khách hàng nào có nhu cầu sở hữu cả cặp đôi này thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng, giá cũng rất là hợp lý. Dưới 9 triệu 500 một cặp đôi này. Quá đẹp luôn. Tiếp theo đến một sản phẩm nữa về trong ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đang được nhìn thấy một sản phẩm cũng rất là hiếm có. Một chiếc quạt bàn về trong ngày hôm nay là một chiếc quạt Latina chữ nổi. Đặc biệt hơn thì chiếc quạt này là một chiếc quạt na chạm tắt. Vâng, sản phẩm này là sản phẩm hiếm có nhé, hiếm thấy luôn đấy ạ. Được thiết kế cánh 30, cánh lưỡi diều và đế tròn. Được thiết kế rất là sang trọng luôn. Và đây là sản phẩm rất hiếm, cũng là chiếc đầu tiên cập bến với cửa hàng. Rất mới và là sản phẩm hiếm gặp. Vâng, đặc biệt hơn thì chiếc quạt này là một chiếc quạt có cả đèn ngủ.
được thiết kế 3 đồng hồ phía trước mang mã số 238. Vâng, chiếc quạt này thì là một chiếc quạt chạm tắt. Vâng, chạm vào lồng thì chiếc quạt này sẽ tự tắt. Và khi bỏ tay ra thì sản phẩm lại tiếp tục chạy, gọi là la start. Vâng, chiếc quạt này thì chạy rất là êm. Chân đế thì rất bệ vệ luôn, nhìn rất là khỏe. Vâng, hàng sản phẩm này thì ship trực tiếp ra ban về, đẹp xuất sắc. Cửa hàng sẽ quay chi tiết chiếc quạt mà quý vị và các bạn có thể muốn sở hữu chiếc quạt hiếm về với cửa hàng ngày hôm nay. Vâng, và đời này thì số 123, nút 123 này, được thiết kế 3 phím, 3 số nhé. Và đây là thiết kế dạng bi. Vâng, lâu ngày thì dạng bi có thể nó bị giãn đi một chút, thì quý vị và các bạn có thể muốn bật sản phẩm thì số 2 hoặc số 3 đều check đi một chút xíu thì nó sẽ chạy. Vâng, và có phím ngủ luôn. Hàng đang test thử đây. Vâng, đời quạt chạm tắt này thì không như những chiếc mà cửa hàng vẫn thông báo hàng ngày, chạm vào cái là tắt đánh phập một cái luôn. Nhưng chiếc này thì nó có thể chậm đi một chút xíu hoặc nhanh chậm đi một chút xíu. Xinh đẹp 100% luôn nhé. Cánh 30. Và đặc biệt hơn thì chiếc này được thiết kế có phím ngủ, có đèn ngủ phía trước này. Chữ lồi này. Đây là chữ lồi. Có 3 số nhé. Và quý vị và các bạn có thể quay chức năng thì là nút đầu tiên. Đây, đã bướng dây. Rất đẹp và rất hiếm. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên cập bến với cửa hàng. Một chiếc la start có sải cánh 30. Và quý vị và các bạn có thể biết đây là được thiết kế thân tròn, đáy tròn. Quý vị và các bạn có thể hẹn giờ 20, 40 và 60. Vâng, duy nhất có một chiếc mang mã số 238 về với cửa hàng ngày hôm nay. Một chiếc quạt Latina chạm tắt. Chiếc này là phiên bản hiếm nhé. Tiếp theo đến sản phẩm về audio. Cửa hàng ngày hôm nay có cập nhật được một chiếc đài radio Latina mã 2600. Chiếc đài này thì cửa hàng cũng đã cung cấp khá nhiều ra thị trường. Và ngày hôm nay tiếp tục cập bến với cửa hàng được một chiếc đài Latina mã 2600, còn rất mới và đẹp luôn. Hàng sẽ quay chi tiết để quý vị và các bạn có thể cảm nhận một chiếc đài còn khá mới và đẹp nhé. Chiếc đài này thì đặc biệt hơn là được sử dụng 6 băng tần. Sáu băng tần.
Tiếp theo về với cửa hàng ngày hôm nay có một chiếc đài. Quý vị và các bạn đang được nhìn thấy một chiếc đài rất là khủng. Chiếc đài rất là khủng luôn. Chiếc đài radio. Mã 1400. Sản phẩm này thì đến từ đất nước Đức. Cửa hàng sẽ quay chi tiết đằng sau, quý vị và các bạn có thể biết được độ đẹp của sản phẩm. Trong chiếc đài này thì rất là khỏe nhé. Phía hai bên cạnh là có hai thanh sắt được thừa ra phía trước này. Đây quý vị và các bạn có thể nhìn thấy này. Đẹp mỹ mãn luôn. Duy nhất có một chiếc. Mã 1400. Cửa hàng sẽ quay chi tiết quý vị và các bạn cảm nhận này. Vâng, ngày hôm nay thì duy nhất có hai chiếc đài radio cập bến với cửa hàng. Quý vị và các bạn có nhu cầu sở hữu sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp với cô chủ shop nhé. Vâng, và về với cửa hàng ngày hôm nay thì kế tiếp là một chiếc đĩa than Khánh Nghi Diễm Xưa giá 1,2 triệu. Và về với cửa hàng được một cuốn băng Modern Tắc Kinh. Modern và Bolay, xin lỗi, Modern và Bolay 79 Akai. Vâng, sản phẩm mà cửa hàng xin gửi tới quý khách hàng trong clip của ngày hôm nay tiếp tục là một sản phẩm. Sản phẩm này thì cũng trong thời gian vừa qua, cửa hàng cũng đã về được một số chiếc, đến số 13 chiếc mâm than cập bến với cửa hàng. Thì ngày hôm nay cửa hàng có cập nhật được một chiếc mâm than. Quý vị và các bạn đang được nhìn thấy một chiếc mâm than Peeler PL7025 mã. Vâng, đây là một chiếc mâm than rất tốt cho các bác có mức tiền hợp lý, cũng khá là đẹp. Vâng, sản phẩm này thì zin nguyên bản 100%, cửa hàng cam kết với quý khách hàng là một chiếc mâm than đẹp xuất sắc. Vâng, được thiết kế gỗ bóng piano. Một chiếc mâm than về trong ngày hôm nay có model như sau: PL70N25 mã. Vâng, sản phẩm này thì chiếc thứ hai cập bến với cửa hàng với model như vậy. Vâng, cửa hàng đang test đây nhé. Chạy rất tốt và sản phẩm cực kỳ là mới luôn. Được thiết kế gỗ bóng piano. Vâng, zin nguyên bản 100%. Từ nắp meca của sản phẩm. Và chiếc này thì là một model cao cấp, máy được thiết kế cần rời, có thể tháo lắp cần cong cũng rất là ok, cần cong cần thẳng đều lắp được hết nhé. Để quý vị và các bạn có thể lắp cần cong cần thẳng để thay đổi chất âm. Vâng, và cũng chỉ với một động tác rất đơn giản là quý vị và các bạn có thể lắp được những chiếc cần khác vào. Và đặc biệt hơn thì chiếc mâm than này được thiết kế khi hết đĩa tự nâng cần. Vâng, khi hết đĩa thì sản phẩm này tự nâng cần. Cửa hàng sẽ quay chi tiết quý vị và các bạn cảm nhận từ thùng vách của sản phẩm nhé. Một mình đã người không.
Vâng, chiếc mâm than về trong ngày hôm nay thì là một chiếc mâm than modem cao cấp được thiết kế cần rời, có thể tháo thay các cần thỏng, thẳng cần cong đều được nhé, thay đổi chất âm để quý vị và các bạn có thể sử dụng mỗi một chiếc mâm than. Vâng, và chiếc này cũng là chiếc thứ hai có modem là PL70N 25 mã, và máy được thiết kế khi hết đĩa tự động nâng cần. Vâng, để giảm rung, giảm chấn rất tốt, giúp tái tạo âm thanh rất chính xác. Vâng, đây cũng là chiếc thứ hai cập bến với cửa hàng rồi. Vâng, và đây cũng là một trong những chiếc mâm than PN70N 25 mã, là một mâm than rất tốt cho các bác có mức tiền đầu tư hợp lý. Giá của sản phẩm thì dưới 32 triệu một chút xíu. Vâng, đây là sản phẩm thì được những các bác chơi audio đều muốn sở hữu được những sản phẩm như vậy, và với mức tiền rất hợp lý, giá dưới 32 triệu một chút xíu. Máy series khá lớn, được thiết kế hài hòa với gọt vỏ bộ vỗ bóng piano bóng. Mâm thì dày dặn này, rất đẹp luôn. Vâng, sản phẩm này thì hôm trước cửa hàng có về được một chiếc, đã được vị khách hàng đến từ Hà Nội, bác đã lựa chọn một chiếc. Và ngày hôm nay thì về với cửa hàng tiếp chiếc thứ hai, và đây cũng là chiếc mâm than thứ 14 cập bến với cửa hàng. Và chiếc thứ 13 thì vẫn còn kia, là chiếc mâm than P3. Chiếc mâm than phía trên thì là một chiếc mâm than cực khủng rồi. Vâng, sản phẩm thì quý vị và các bạn đã được nhìn thấy, cửa hàng sẽ quay chi tiết. Và cách hướng dẫn của sản phẩm này thì cũng rất là đơn giản thôi. Tắt để cần lên nhé. Đây là bài chưa hết thì tắt ở đây. Đây nút tắt start và nút stop. Quý vị và các bạn có thể stop ở đây. Đưa cần ra ngoài. Stop luôn ở đây. Bật nguồn ở đây, tắt nguồn đây. Bật nguồn lên thì tốc độ về 33. Và bật nút này thì là mâm than tự quay. Khi tốc độ đều, chúng ta sẽ cho cần vào. Và khi hạ cần thì bấm nút tại đây. Và khi chúng ta nghe những chiếc mâm than thì cũng không muốn quay lại nghe CD nữa. Nhưng mỗi một sản phẩm nó có chiều hay, chiều sâu khác nhau, nên những vị khách hàng có thể chơi đa năng. CD cũng được và mâm than cũng rất là ok. Rất là mới luôn này. Vâng, size của sản phẩm thì quý vị và các bạn biết bên dưới là một chiếc Omni Concept 16.5. Vừa in luôn. Cứ khi quay clip thì cô chủ shop mới nhớ ra là chưa đo Vâng, sản phẩm này thì tại thời điểm như bây giờ đang có giá là dưới 32 triệu đồng một chút xíu. Và cửa hàng thông báo cho anh Nguyễn Xuân Dư, sản phẩm của anh thì cửa hàng cũng đã đóng gỗ và ngày hôm nay đã về đây rồi. Ngày mai cửa hàng sẽ đóng gói và vận chuyển sản phẩm này tới Bình Dương cho anh khách hàng có địa chỉ tại Bình Dương. Hôm trước thì anh đã đặt một chiếc mâm than 730D. Chiếc mâm này thì theo nhu cầu của anh thì cửa hàng đã làm vỏ gỗ hoàn thiện cho anh rồi. Vâng, đẹp mỹ mãn luôn này.
Vâng, cũng đến gần một tuần rồi thì phải. Và trong clip của ngày hôm nay thì anh Dư thường xuyên theo dõi kênh của âm thanh Nữ Hạnh và cửa hàng cũng trưng bày luôn tại đây để cho anh biết sản phẩm của mình đã được cửa hàng đóng gỗ cho anh với một vỏ gỗ theo mức tiền mà anh cũng đã lựa chọn bên cửa hàng rồi. Cửa hàng đều thông báo những sản phẩm mà những vị khách hàng có nhu cầu mua thì cửa hàng sẽ đặt hàng theo nhu cầu của quý khách hàng. Không đóng vỏ gỗ thì giá thành sẽ không có vỏ gỗ, còn giá thành có vỏ gỗ rồi thì nó sẽ khác. Vâng, vậy đây là sản phẩm của anh Nguyễn Xuân Dư, một chiếc đầu Tapdeck 730D của anh đã về trong buổi chiều ngày hôm nay đây rồi. Vâng, cũng mất gần đến một tuần mới xong sản phẩm nhé. Vâng, vậy cửa hàng cũng làm clip ngắn trong ngày hôm nay thông báo hàng về có những sản phẩm như vậy. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua sắm các thiết bị audio cũng như những sản phẩm hàng sưu tầm, hàng trưng bày bên cửa hàng cung cấp, quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cô chủ shop theo số máy là 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Vâng, số của cô chủ shop để quý vị và các bạn có thể liên hệ nhanh nhất là số 0989 723 148. Giá trị của sản phẩm thì cô chủ shop nắm rất rõ các thông tin hàng về, hàng đi trong ngày. Nên những vị khách hàng mà có nhu cầu sở hữu những sản phẩm gì cứ liên hệ trực tiếp với cô chủ shop. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.